Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. Thì có một bạn hỏi mình, đó là bạn Phan Thư Nga. Bạn ấy hỏi rằng 72360 chia cho 18 thì bằng bao nhiêu. Thì mình hướng dẫn nha các bạn, 72360 chia cho 18 bằng, thì các bạn hãy chuyển về cái dạng chia phổ biến, đó là 72360 chia 18. Nhớ đây là cách chia của Lợi, và nghe các bạn, và cấp 2 sẽ làm như vậy, các bạn nhớ đây là cách của Lợi và cấp 2 sẽ làm y chang như vậy thôi. Đó, còn các bạn nào ở cấp 1 mà có giáo viên hướng dẫn cách khác thì theo giáo viên của các bạn, được chưa? Nhưng cuối cùng kết quả hàng này chia hàng này phải đúng bằng cái số đó, các bạn hiểu chưa? Rồi, bắt đầu nha các bạn. Bắt đầu chia nè. Bắt đầu 7 chia 18 được không ạ? Không, bởi vì 7 có 1 chữ số, 18 đến 2 chữ số, không được. Tiếp tục 72 chia 18 thì muốn biết được bao nhiêu thì các bạn lấy 18 nè, nhân 1 bằng 18. 18 nhân 2, 2 nhân 8 bằng 16, ghi 6 nhớ 1. 2 nhân 1 nữa bằng 2, nhớ 1 nữa bằng 3. Chưa tới 72, tiếp tục các bạn nhân tiếp. 18 nhân 3 ra bao nhiêu ạ? 50. Từ tiếp tục chưa bằng 72, vậy mình tiếp tục tiếp. 17 nhân 4 bằng bao nhiêu ạ? 72. Bằng chưa ạ? Được chưa ạ? Nhớ khi nào nó bằng hoặc là nó nhỏ hơn là ok, còn nếu nó vượt hơn thì các bạn lấy phép chia ở phía trước. Vậy 18 nhân 4 bằng 72, vậy 72 chia 18 sẽ được mấy ạ? Được 4. Ghi 4 ở đây. Và các bạn viết nè, 72, 4 nhân 18 chính là 72. Các bạn viết qua bên đây là 72. Lấy trên trừ dưới, lấy trên trừ dưới, 2 trừ 2 được 0, 7 trừ 7 được 0. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục 0 chia 18 không được, hạ 3. 3 chia 18 không được, các bạn thêm một số 0 bên đây và tiếp tục các bạn hạ 6 số. Được chưa ạ? 36 chia 18 cũng tương tự, lấy 18 nhân 1, 18 nhân 2 ra 36. Các bạn viết 36 qua bên đây. 36 và 18 nhân mấy ra 36 ạ? Được 2, viết 2. Rồi lấy trên trừ trừ dưới lại ra bao nhiêu ạ? 6 trừ 6 được 0, 3 trừ 3 được 0. 0 chia 0, xin lỗi, 0 chia 18 không được, hạ 0 xuống. 0 chia 18 được, được 0, bởi vì 18 nhân 0 bằng 0. Rồi, thì để cho nó chính xác chỗ này, các bạn cố gắng lấy hàng này nhân lại 18, được chưa ạ? Lấy hàng đó nhân lại 18 xem coi kết quả có đúng ra 72.360 hay không. Nếu đúng thì các bạn viết vào đây và 4020. Ok chưa ạ? Rồi, mình sẽ cho một ví dụ nha các bạn. Các bạn giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. 68780 chia cho 19. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.